Kính thưa quý vị, bây giờ thì Hoàng Anh xin được giới thiệu với quý vị xuất hiện cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, đó là một diễn giả bí mật. Và vị khách mời đặc biệt này đó là ai? Thì ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi dành những tràng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự xuất hiện của vị khách mời đặc biệt này. Trân trọng kính mời. Chào tất cả quý cô bác đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay, lời chào trân trọng nhất ạ. Tên trên thương trường và tất cả các doanh nhân ở thị trường Nhật Bản và trên không gian mạng và những hội nhóm kín về AI blockchain gọi tôi với cái tên thân thương là Daika Ginza. Ngày hôm nay, thực sự buổi sáng tôi rất là xúc động. Cảm xúc hỗn độn. Cực kỳ hỗn độn. Bởi vì rất nhiều cuộc gọi từ những người bạn thân thương. Họ đã bị nhiễm Covid. Họ không thể đến được. Và rất nhiều khách mời quý nhắn tin. Em à, anh chưa khỏi Covid. Anh không thể đến được. Nhưng ngày hôm nay, tôi thấy ở dưới khán phòng, trời thì lạnh, rào cản Covid, nhưng vẫn kín người. Điều này thực sự cảm động và rất trân trọng. Thay mặt hệ sinh thái Unigua, trân trọng cảm ơn khách mời, các diễn giả, toàn bộ ekip trong chương trình đã tạo lên một điều kỳ diệu ngày hôm nay. Tại sao tôi nói lại là một điều kỳ diệu? Bởi vì hôm nay không những là một ngày đặc biệt về con số 2222, mà đó chính là sự lựa chọn. Tuy chúng tôi đứng đây, chúng tôi không phải là diễn giả. Khi báo chí còn đang tưởng tượng về xã hội thì chúng tôi đã hành động rồi. Chúng tôi là những con người diễn thật. Tuy nói không hay, nhưng chúng tôi đang cố gắng mưu cầu một điều gì đó cho thế hệ tiếp theo. Và chúng tôi chọn. Chúng tôi đã chọn từ rất lâu rồi. Từ những năm 2013, chúng tôi đã có những sản phẩm thương mại về trí tuệ nhân tạo mà theo kịp được với Microsoft và Amazon. Chúng tôi chọn những công nghệ mới, vượt qua những cái rào cản, những cái hạn chế của bản thân để làm chủ những cái pattern, làm chủ những cái công nghệ cốt lõi và đổi mới, sáng tạo. Và làm sao công nghệ cốt lõi lại phải vượt trội hơn so với thị trường. Đó là sự lựa chọn. Và ngày hôm nay, đến với đầu chương trình, tại sao có một cái vũ đoàn lại nhảy về con đại bàng? Đó chính là sự lựa chọn. Chúng tôi phải tái tiến hóa. Chúng tôi không muốn là trở thành những con người đi làm cách mạng. Cách mạng thì sẽ phải xảy ra đổ máu. Chúng tôi tái tiến hóa. Tái tiến hóa cho thế hệ kế tiếp. Đó là sự lựa chọn. Và xin cảm ơn toàn bộ core team và thành viên nòng cốt của hệ sinh thái Unigua. Chúng ta cùng cho core team một tràng pháo tay ạ. Và ngày hôm nay cũng là ngày để hệ sinh thái Unigua chính thức tuyên bố với cộng đồng khoa học trên toàn thế giới là Unigua bước sang phiên bản tiếp theo của bản thân hệ sinh thái, đó chính là version 3.0. Sau 9 năm phát triển thì ngày hôm nay là một ngày cực kỳ tuyệt vời. Và cảm ơn phần giới thiệu về hệ sinh thái, tầm nhìn, sứ mệnh. Thực sự chân thành cảm ơn ông Nguyễn Đình Thắng, người đã viết ra slogan cho thế hệ 3.0, nhấn mạnh một điều là chúng tôi tạo ra những giá trị cốt lõi để phục vụ hạnh phúc của con người. Đó chính là innovating, connecting và sharing, đổi mới, kết nối và chia sẻ. Vâng, chúng ta cùng cảm ơn con người vĩ đại, đó là ông Nguyễn Đình Thắng ạ. Và phần trình bày tiếp theo, đó là trình bày của một người kỹ sư. Tuy anh xuất thân từ một vùng núi, bố là nông dân đúng nghĩa, nhưng một cái sân bay, một trong những sân bay lớn nhất thế giới, ứng dụng blockchain, anh là kỹ sư trưởng. Một tập đoàn công nghệ đứng số 1 ở Việt Nam làm hệ thống private blockchain, anh cũng là kỹ sư trưởng. Và ngày hôm nay anh cũng là một trong những core team CTO của Unigua. Và tại sao blockchain?
blockchain đem đến cái điều gì cho người dùng đầu cuối, bà con như kiểu bố mẹ, anh chị và những người không biết về kỹ thuật? Blockchain giải quyết đến điều gì ạ? Đó chính là trust, đó chính là niềm tin. Chúng tôi đã có một cái tầm nhìn từ những năm 2000 lẻ mấy là khi xã hội vận động một cách tự động hóa thì điều gì sẽ khiến niềm tin xảy ra. Rất may là blockchain bùng nổ và giải quyết cái niềm tin trong các cái giao dịch, giải quyết niềm tin trong các cái hệ thống thanh toán tài chính, giải quyết niềm tin trong việc mà data dữ liệu. Và phần trình bày tiếp theo, chúng ta có thấy chúng ta nói về Unimi. Thật sự sẽ rất thể khó kiếm được một startup thứ hai trên thế giới dám đứng ra nghiên cứu làm chủ hai công nghệ cốt lõi, đó chính là AI và blockchain sau 9 năm. Và Unimi là một minh chứng khi một startup làm chủ hai công nghệ cốt lõi mà muốn truyền tải đến là khi blockchain và AI matching với nhau thì đó chính là Unimi, đứa con tinh thần, thể hiện cái tính cá thể hóa, personalized. Ở đây, bất kỳ ai đang làm việc ở giới học thuật hay giới nghiên cứu đều hiểu khái niệm blockchain AI 4.0. Đó là tính cá thể hóa. Và Unimi sẽ là một đứa con tinh thần của cái tính cá thể hóa khi AI và blockchain kết hôn với nhau trong cùng một startup. Nó mang tính dễ tối ưu, dễ đồng bộ, dễ đổi mới. Đó là cái điểm khác biệt của hệ sinh thái UniWorld. Và cái giá trị cốt lõi này, chúng tôi không muốn giữ cho bản thân chúng tôi. Chúng tôi muốn chia sẻ, theo đúng slogan của anh Thắng đã nói, chia sẻ. Và ngày hôm nay cái sự chia sẻ đó, nó không còn nằm trong giấy tờ công ty bảo mật của Canada và Nga cùng chứng minh, cùng audit đó, là chứng minh bảo mật. Nó không còn nằm trong giấy tờ đó, nó không còn nằm ở trong các cuộc thi của các trường đại học nữa. Nó không còn nằm trên giấy tờ của công ty Denston, công ty luật lớn nhất thế giới, số 1 thế giới nữa. Ngày hôm nay, cái giá trị đó, những khách mời ngồi đây, họ là những minh chứng. Họ là minh chứng sống, những con người đầu ngành. Ví dụ, anh John. Anh John ở thung lũng Silicon Valley là một trong những người mà bất kỳ giới da trắng nào gặp anh ở ngoài đường phải cúi chào sát đất. Bởi vì anh đã từng làm những cái thứ khó nhất của Boeing, chiếc máy bay bay trên bầu trời quý vị đang đi từ Hà Nội đến Sài Gòn ấy. Và còn một con người rất là giá trị, đại diện cho Việt Nam, ghi dấu trên đấu trường quốc tế, đó là anh tiến sĩ Hoàng Lê Minh, người đầu tiên đạt giải thi toán quốc tế. Và người tiếp theo, một người cũng rất là khó tính trong giới tài chính. Anh follow tôi từ năm 2013. Đến tận năm 2019, anh mới đồng hành cùng chúng tôi. Anh nguyên là phó tổng của ngân hàng VIB Bank, cũng từng giữ rất nhiều những bộ phận chủ chốt về nguồn vốn của ngân hàng Standard Chartered và Mitsubishi. Giá trị đó đang được những đại bàng ngoài đời thật lan tỏa. Và khi nhắc đến AI Metaverse, vũ trụ ảo, rất nhiều thứ ảo, không ai hiểu đem lại cho người dùng đầu cuối cái vấn đề gì. Đó chính là feeling, đó chính là sự cảm nhận. Chúng ta không còn cảm nhận qua những thứ khô cứng trên Internet nữa. Chúng ta không còn cảm nhận qua những thứ được gọi là mobile nữa. Chúng ta cảm nhận bằng cái sự trực quan, đem lại cái cảm nhận yêu thương nhau hơn. Và nó trực quan hơn cả 3D. Và tiếp theo đó chính là Hope Now Thomas, chủ tịch của chúng tôi. Chúng tôi là một nhóm doanh nhân có sự kiểm duyệt và sàng lọc rất là gắt gao. Tại vì trụ sở chúng tôi ở tại Thụy Sĩ. Hiện tại Hope Now mới chỉ có là 180 doanh nhân đều là founder. Tại sao chúng tôi lại kiểm duyệt rất cao? Bởi vì cùng nhau, nắm tay nhau, liên kết lại với nhau để đứng lên nhận cái trách nhiệm với xã hội để làm sao giúp cho thế giới sạch hơn, văn minh hơn và bền vững hơn để cho thế hệ tiếp theo của chúng ta. Và tại UniWorld, chúng tôi có UPC, đó chính là câu lạc bộ chủ tịch.
Chúng tôi không chỉ là những con người đi làm khoa học mà đi làm kinh tế. Chúng tôi cũng có những cái party cho những tượng trưng cho cái việc mà work hard and play hard. Tôi là một cái hệ sinh thái phi tập trung và cái cách chúng tôi quản trị cũng phi tập trung. Và đây là câu lạc bộ chủ tịch. Luôn luôn là sân chơi cho từ thế hệ trẻ đến những người muốn cống hiến mặc dù tuổi đã tired. Và câu lạc bộ chủ tịch luôn luôn mở toang cánh cửa cho bất kỳ ai ngồi trong thán phòng này trở thành thành viên của câu lạc bộ chủ tịch tại hệ sinh thái Unigua. Tại sao? Chỉ có phi tập trung và cùng nhau đóng góp, cùng nhau kết nối, cùng nhau tiếp nối thì mới giúp cho hệ sinh thái Unigua lan tỏa những cái giá trị cốt lõi đến với thế hệ sau. Và Unigua luôn luôn có những nguồn ngân sách cho bất kỳ ai là thành viên của Unigua. Nguồn ngân sách đó không phải cho họ, mà cho con cái họ. Để 10 năm nữa, 20 năm nữa, con cái họ nếu có nhu cầu khởi nghiệp, họ sẽ có một khoản ngân sách để khởi nghiệp. Và nguồn ngân sách, một cái quỹ tài trợ cho bất kỳ doanh nghiệp nào trên toàn thế giới nếu ứng dụng và sử dụng công nghệ của Unigua. Tôi hy vọng đó sẽ là cái nguồn ngân sách, là cái động lực để giúp đỡ tất cả các startup trên toàn thế giới tạo ra những giá trị cốt lõi, đổi mới sáng tạo hơn nữa. Hội nghị U8, slogan của nó là: chúng tôi tái tiến hóa cho thế hệ kế tiếp. Re-evolution for the next generation. Revolution. Thiếu chữ E. Bởi vì chữ E đấy tượng trưng cho việc tiếp nối, đổi mới, sáng tạo. Và chúng tôi mưu cầu tất cả những doanh nghiệp nào đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ hay bất kỳ ngành công nghiệp nào, hãy đến với Unigua. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và sẽ support tối đa nguồn lực từ công nghệ đến con người, đến nguồn ngân sách để chúng ta làm một cái điều gì đó cho thế hệ kế tiếp. Và thế hệ kế tiếp, thế hệ mang non chính là thế hệ đang gìn giữ cái trái đất này, nhân loại này. Và hẹn gặp tất cả quý cô bác và anh chị có mặt tại sự kiện U8 tiếp theo ở EU
Bởi vì mỗi năm một chủ đề, chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những cái mới của những quốc gia đã phát triển và những đổi mới sáng tạo của một hệ sinh thái trên toàn thế giới chúng tôi đã làm được và làm gì tiếp theo. Hy vọng nhìn thấy quý bác anh chị tại hội nghị U8 tại EU và hoặc là câu lạc bộ chủ tịch. Xin hết. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Với quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã vừa được lắng nghe những chia sẻ đến từ Mr. Taika Kinza, nhà sáng lập, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Genie World. Và một lần nữa hãy cùng dành cho chủ tịch của chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Kính thưa quý vị, và ngay lúc này đây thì cho phép Hoàng Anh cũng xin phép được trân trọng kính mời những quý vị khách mời. Chúng ta sẽ cùng tiến bước lên phía sân khấu. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Thắng, đồng sáng lập và giám đốc tầm nhìn sáng tạo CBO của công ty UniWorld, chủ tịch tập đoàn Hồng Cơ, thành viên sáng lập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa, chủ tịch câu lạc bộ Vina Fintech, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Liên Việt Postbank. Ông sẽ cùng tiến bước lên phía sân khấu ngay lúc này. Và tiếp theo cũng xin phép được trân trọng kính mời Mr. Nobuyuki Sato, đồng sáng lập và giám đốc chiến lược CSO của UniWorld, nguyên tổng giám đốc tại tập đoàn Mitsubishi Corp, nguyên giám đốc điều hành công ty Japan Customer Scene. Và tiếp theo xin phép được trân trọng kính mời lên phía sân khấu ông Trần Anh, đồng sáng lập và giám đốc tài chính CFO của UniWorld, chủ tịch quỹ đầu tư Unifund Capital, nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng Quốc tế Việt Nam VIB, từng thành lập và phát triển một số công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Và tất nhiên rồi, cuối cùng cho phép Hoàng Anh xin được trân trọng kính mời Mr. Henry Nguyễn, đồng sáng lập viên và giám đốc công nghệ CTO mạng blockchain, nguyên giám đốc công nghệ tại Trần Data. Quý vị thân mến, một lần nữa trân trọng cảm ơn những quý vị khách mời đã tham dự với chương trình đặc biệt U8 2022. Xin nhắc lại với toàn thể những quý vị đang tham dự trong buổi hội nghị ngày hôm nay, U8 là sự kiện thường niên, mỗi năm sẽ là một chủ đề để phù hợp với xu hướng thời điểm đó. Và cũng xin được bật mí với quý vị, U8 2023 sẽ là một đại sự kiện được tổ chức tại châu Âu. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và quan tâm đến từ toàn thể quý vị. Còn bây giờ, chương trình xin phép được khép lại tại đây. Và xin được kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!